Hello các bạn, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại mình. Thì mình là Toàn Ca đây. Thì hôm nay mình sẽ reaction video của thầy Lộc Phụ Hồ nha các bạn. Thầy Lộc Phụ Hồ là một trong những người đang có sự nổi tiếng ở cộng đồng mạng hiện nay. Thì mình nhìn nhìn qua thì chúng ta cùng nhìn qua đến với khuôn mặt của anh Lộc Phụ Hồ thì nhìn cũng khá là đẹp trai, lãng tử hào hoa, ít mi lộc phù đấy, rất là chất chơi luôn anh em ơi. Vậy thì chúng ta cùng đến với giọng ca của thầy Lộc Phù Hồ xem là hát nào mọi người. Thầy ấy là thầy sẽ dạy cho tất cả các trò đúng không? Thầy là của thầy thầy của các trò, thầy giáp là các trò sẽ học theo đấy, nên là chúng ta cùng nghe qua đoạn giáp của thầy Lộc Phù Hồ nhá. Chào các em nha, thì hôm nay không có học các Ok em, thì em thứ chào thầy hai thì nhá. mới học nên là thầy sẽ tặng cho các em một bài hát, đó là Cậu Kẻ nha các em. Các Ồ. em nếu mà các em thấy hay á thì các em lô về làm nhạc chuông nhạc trường. Ê, cái gì cơ? Cái gì cơ? Cậu Kẻ nha các em. Các em nếu mà các em thấy hay á thì các em lô về làm nhạc chuông nhạc chờ làm báo thức nha các em. Ôi giời, nhạc chuông nhạc chờ báo thức cả. Ôi anh em ơi, tôi chưa nghe cái bài này bao giờ nhưng mà chắc là hay lắm mới được nhạc chuông nhạc chờ còn báo thức nữa. Nhưng mà tôi nghĩ báo thức thì nó phải là ối rồi ôi thì anh em mới dậy được, chứ còn báo thức mà lại nhạc phiêu phiêu là anh em lại ngủ thêm ấy, đúng không? Ok thì chúng ta cùng nghe thử xem là nhạc chuông nhạc chờ cái xem nào. Bây giờ thầy thi tặng cho các em đây. Cậu Kẻ nha các em. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nha các Nói gì? em. Cậu Kẻ trong giá phẹt, cậu Kẻ là đại thiếu gia, cậu Kẻ là gia đình khá giả, cậu Kẻ nhiều phân phiếu ha, cậu Kẻ. Cái gì vậy? Nhiều phân phiếu hả? Kẻ trong giá phẹt, cậu Kẻ là đại thiếu gia, cậu Kẻ là gia đình khá giả, cậu Kẻ nhiều phân phiếu ha, cậu Kẻ có con cầu con khẩn, cậu Kẻ cây xưa khắn, cậu Kẻ lên như cậu Kẻ sinh ra đã bắt đầu thắng, lớn lên trong sự giàu sang, gần ngang vạch mốt của tiền. Cái gì cơ anh em ơi? Lớn lên trong sự giàu sang, gần ngang vạch múc nữa gì? Ôi chết tôi rồi. Cậu Kẻ sinh ra đã bắt đầu thắng, lớn lên trong sự giàu sang, gần ngang vạch mốt, tiền Gần ngang che vạch múc. kho cứ cần gì thức lo chuyện, có tay không sợ ngã, khoe án xanh với cô ke ngồi sau phê, ông bè già gửi chuyển khoản gấp cho vùng tiền, chi phí cùng mấy em. Cậu Kẻ không thích lý cao quý, tậu quen chung chi tính phí mani forty berry Cái gì vậy? quen Manny Forty chi phí Bali là cùng cái mấy gì? em. Cậu Kẻ không thích lý cao quý, cậu quen chung chi tính phí mani forty berry fendi lv berry gucci nuôi gái trong villa bỏ le cậu Kẻ hàng cc tiền thì bung tiền chân dài mở nhạc chiến hữu toàn phân lớn ăn chơi cần cuộc hội ông bè về international cậu money cứ gọi kẹt ba đi hết tiền mo đi cứ gọi kẹt cần thôi thầy hát nhiều đó thôi nhưng em bây giờ thầy hát nhiều quá sợ các em nghiện. Ôi trời ơi, cái gì cơ? Cái gì cơ? Thôi thầy Thôi hát thầy nhiều hát đó được thôi nhưng thôi. em bây giờ thầy hát nhiều quá Sợ sợ các các em em nghiện. Ôi trời. Chia sẻ cho thầy nha. Chia sẻ cho thầy nha. Ôi giời, ừ, chia sẻ cho thầy nhá. Rồi em chia sẻ cho thầy rồi. Chia sẻ cho thầy nha. Ừ, em chia sẻ cho thầy rồi thầy ạ. Sẽ nhìn mặt thầy cười đẹp trai thế. Ôi, hai quả răng nhô nhô ra. Xong bắt đầu là ê, nhìn giống Jungkook BTS anh em nhờ. Nhìn giống Jungkook BTS phết Nhiều đó đấy. thầy nhưng em bây giờ thầy hát nhiều quá sợ các em nghiện. Chia Ừ. Ừ. sẻ cho thầy nha. Thôi thế ạ. Anh em nhìn chưa ngớp này. Quả tóc có đẹp không? Mai sẽ cắt quả tóc của thầy Lộc nha mọi người ơi. Da của thầy hơi hơi gọi là đen ngăm ngăm một chút. Màu mặt nó mắt nó nói chung là da mặt nó hơi bóng bóng. Một đội răng cái này cái gì đấy? Răng này thì ơi hút thuốc nhiều cho nó hơi vàng anh em. Chứ thật ra nếu mà nghe giáp đoạn cổ giáp của thầy Lộc thì tôi nghĩ là giáp là hay đấy, nhất là cái đoạn tiếng Anh nhá. Forty, Đây đây này. Berry, Fendi, LV, Berry, Gucci, nuôi gái trong villa, bỏ le, cậu Kẻ hàng CC, Tôi nghe tiền giống thì đọc bung, kinh luôn anh em ạ. tiền chân dài mở nhạc Đây chiến là hữu. đọc kinh rồi. Đây là đọc kinh không, đây không phải là giáp đó rồi. Đọc kinh rồi là thầy Lộc ơi. Của toàn phân lớn ăn chơi cần cuộc hội ông bè về Kinesiano cậu Money cứ gọi kẹt ba đi hết tiền mo đi cứ gọi kẹt cần
Thôi thầy hát nhiều đó thôi nhưng em, bây giờ thầy hát nhiều quá sợ cái em nghiện. Chia sẻ ta thầy nha. Thôi như là mặc áo hồng lấy áo của vợ. Chào các em nha, thì hôm nay không có. Chia sẻ ta thầy nha. À này đúng cả vợ rồi. Đúng cả vợ rồi anh em. Chào các em nha, thì hôm nay không có học với các em, thì thứ hai thì mới học. Thôi nên là thầy ơi, em khuyên thật với thầy là thầy thế này, thầy phải ráp thêm 10 bài nữa thầy ạ. Thầy sẽ tặng cho các em một thầy bài hát tặng đó là liên tục bài vào thế này, các em bài không mà hơi chán à. Đây là cái đoạn ráp. Many Forty, Berry, Fendi, Lover, Berry, Gucci. Chính nhất là anh em ơi, đúng đặc kinh luôn. Nuôi gái trong quy le, bỏ le. Thôi anh em ạ. Này, nhìn mặt thầy rồi. Sợ kem nghiện ấy. Trời thầy hát nhiều quá sợ cái em nghiện. Chia sẻ ra thầy nha. Chia sẻ cho thầy nha. Rồi em sẽ chia sẻ thầy thấy cứ yên tâm. Chào các em nha. Bây giờ thầy hát nhiều quá sợ cái em nghiện. Chia sẻ ra thầy nha. Thôi anh em ạ. Thôi nói chung là đến đây thì tôi rút ra một cái bài học đó chính là thầy Lộc Phù Hồ. Thứ nhất, đẹp trai. Thứ hai, phong độ. Thứ ba, hát hay. Hát hay luôn nhá. Mà đây người ta gọi là, đây gọi là người ta gọi là không phải là king of rap hay là không gọi là rap rồi, mà đây người ta phải gọi là king and rap. Có nghĩa là như cả là king nhưng mà thành bài rap anh em ở không. King and rap nha anh em ơi. Thầy Lộc là đang thể hiện king and rap. Đây chúng ta, tôi cho các bạn nghe một đoạn king and rap thật sự đặc sắc. Tính phí Many Forty, Berry, Fendi, Lover, Berry, Gucci. Đấy nó phải như thế đúng không? Người đó là King and Rap chứ không phải là King of Rap nữa rồi. Đấy, King and Rap thì thầy Lộc cũng khá đẹp trai, phong độ. Thì nói chung là chúc thầy Lộc càng ngày càng có nhiều học trò, gọi là càng ngày thầy càng ngày dạy giỏi không? Và thầy chúc thầy càng ngày càng đẹp trai. Nói chung là thầy bây giờ thì cũng đẹp trai rồi, top một thế giới rồi. Bây giờ đẹp trai hơn nữa thì nói thật là anh em thì cũng là top một thế giới thôi. Thầy thì mong thầy là ra nhiều sản phẩm hơn nữa để gọi là các trò và cũng như là em toàn ca được xem là những cái pha hài hước từ vị trí của thầy Lộc Phù Hồ đúng không anh em. Ok, bye bye anh em, chúc anh em một buổi xem live của thầy Lộc vui vẻ. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ là đừng quên chờ đón siêu phẩm tiếp tục của thầy Lộc nha mọi người.